Nay lại thử một con Rato giao cho khách, Rato 7 ngựa đó. Máy này nhập từ Trung Quốc nha anh em. Xài cũng ok lắm. Thì cái này chân vịt thập kim ha, rất là cứng luôn. Giờ để châm xăng vô thử khởi động. Rồi, em ru vịt lần đầu không nổ gì luôn rồi. Anh em nghe nè, tiếng máy em ru ha. Ra đây ha. Quá em. Máy mới cho nên nó khó sừng sừng xíu nha. Chút khác. Cờ câu ở đây ha, mày đứng nha. Bây giờ ship đi cho nên phải xả nhớt ra. Cái lè của nó dịch ra đóng vô. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.